Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Quốc Khánh và cháu Dương Trung đều là học sinh trường Trung học phổ thông Vạn Xuân Long Biên Hà Nội, nên quen biết nhau. Trưa 18 tháng 3 năm 2023, Khánh điều khiển xe máy đi trên đường thì bị Trung điều khiển xe máy đi phía sau vượt lên tạt đầu, bực tức Khánh nhắn tin qua Messenger thách thức hẹn đánh nhau solo với Trung vào ngày hôm sau. Tại khu vực Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh hẹn xong, Khánh nhờ bạn thông báo với nhóm của mình thời gian địa điểm Khánh sẽ đánh nhau với Trung. Trưa 19 tháng 3 năm 2023, Khánh gọi điện cho Nguyễn Ngọc Thắng bảo đến đón mình, nhận lời Thắng chở Nguyễn Hải Đăng đến chỗ Khánh. Thấy Khánh giấu hàng trong người Thắng hỏi, sao bảo không mang đồ đi, Khánh đáp mới mua. Một lúc sau, những thiếu niên khác trong nhóm của Khánh lần lượt có mặt, Khánh cho mọi người biết việc mình hẹn đánh nhau với Trung. Lúc này, một người trong nhóm lấy hàng trong cốp xe ra. Nhận hàng, đăng dấu vào trong người rồi đứng nói chuyện với mọi người. Một lúc sau, nhóm Khánh kéo nhau tới điểm hẹn để đánh nhau với Trung. Đến nơi Khánh không thấy Trung đâu nên nhắn tin hỏi. Nhận được câu trả lời, chờ 15 phút từ Trung, nhóm Khánh đi vòng quanh khu vực quá trình di chuyển khánh liên tục nhắn tin gọi điện cho trung nhưng không thấy đối phương trả lời bực tức về việc trung hẹn nhưng không đến khánh chửi bậy và nói hôm nay tao gặp được bọn này tao giết chết gặp chém luôn không nói nhiều đợi thêm một lúc nữa nhưng không thấy nhóm của trung đến nhóm khánh đi về trên đường về khánh nhận được tin nhắn báo vị trí do trung gửi do đó khánh thông báo với mọi người rồi kéo nhau đến chỗ trung khi đến khu vực trước cổng trường trung học cơ sở long biên khánh nhìn thấy nhóm trung đi theo hướng ngược lại ở bên làng đường đối diện khi đó Trung đang chở bạn là cháu Nguyễn Anh. Thấy vậy, Khánh chỉ tay về phía Trung và hô nó kìa. Nhìn theo Khánh chỉ, Thắng thấy Trung nên tăng ga đuổi theo áp sát, ép xe của Trung vào lề đường. Quá trình đuổi theo ép xe của Trung, Thắng dùng chân đạp xe đối phương nhưng không trúng. Ngồi phía sau xe Thắng, đang vung hàng chém nhiều nhát vào người Trung. Thấy xe của Thắng đi chậm lại, hai thiếu niên trong nhóm Khánh hô to để em lên. Sau đó, họ điều khiển xe vọt lên ép xe của Trung vào lề đường, đồng thời đạp vung hung khí chém Nguyễn Anh, nhưng không trúng. Do xe đang chạy với tốc độ cao bị áp sát và bị chém, nên xe mô tô do Trung điều khiển mất lái và chạm với hộp kỹ thuật bằng sắt trên vỉa hè, khiến Trung và Nguyễn Anh ngã xuống đường, bị thương nặng và tử vong sau đó không lâu. Quá trình điều tra cho thấy hai thiếu niên trong nhóm Khánh có hành vi chèn ép xe của Trung, chém Nguyễn Anh, nhưng do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên cơ quan tố tụng phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ đưa cả hai vào trường giáo dưỡng để quản lý giáo dục. Mới đây, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 2006, Nguyễn Hải Đăng sinh năm 2008 và Nguyễn Ngọc Thắng sinh năm 2007, đều trú ở quận Long Biên, Hà Nội ra xét xử về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là hai thiếu niên 16 tuổi bạn cùng trường với các bị cáo. Tuy nhiên phiên tòa đã phải trì hoãn do vắng mặt những nhân chứng quan trọng là hai thiếu niên liên quan nêu trên. Mới đây công an huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đang tạm giữ BNT 17 tuổi và BXH 16 tuổi cùng trú huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra cơ quan công an cũng triệu tập 21 thanh thiếu niên để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó vào đêm 13 tháng 4 trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông, công an huyện Kim Bôi phát hiện một nhóm đối tượng thanh thiếu niên gồm 23 người lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao cầm theo hung khí phóng lợn gây hoang mang cho người đi đường. Qua xác minh làm rõ, công an huyện Kim Bôi xác định nhóm đối tượng trên trú tại các địa bàn các xã Tú Sơn, Vĩnh Tiến, Đú Sáng đều thuộc huyện Kim Bôi. Trong đó có 16 người hiện đang là học sinh trường trung học phổ thông 19 trên 5, hai học sinh trường trung học phổ thông Bắc Sơn, một học viên đang học tại trường nghề ở thành phố Hòa Bình, 4 đối tượng bỏ học. Kết quả xét nghiệm có 6 đối tượng dương tính với ma túy. Các đối tượng khai nhận đã thành lập hội nhóm trên mạng xã hội để tụ tập. Nhóm này mua dụng cụ để chế ra các loại phóng lợn khi đi đường sẽ mang theo nhằm thị uy sức mạnh đồng thời có thể sử dụng để đánh nhau khi bị khiêu khích. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, ông Lê Thanh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết, Công an huyện đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ phụ huynh đến trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình đánh cô giáo. Đoạn clip sau đó được tung lên mạng xã hội. Theo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tân Thạnh, lúc 14 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4, cô N, 35 tuổi, giáo viên lớp 1A, tại điểm cây sao thuộc trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình, dùng thước tác động 5 lần vào phía bên tay trái của một học sinh nam, Nguyên nhân là trong giờ toán, học sinh này không chịu làm bài, không chịu giơ tay thực hiện phép tính, không thực hiện cộng trừ theo hướng dẫn của cô N. Sau khi tác động vào tay học sinh bằng thước, cô N cảm thấy có lỗi nên liên lạc nhiều lần với mẹ em này để xin lỗi nhưng phụ huynh không nghe máy. Ngay khi tan trường, cô N đứng ở cổng trường chờ chị gái của nam học sinh để xin lỗi và được người này đồng ý. Tuy nhiên, lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, mẹ của nam học sinh bị đánh là bà S cùng hai người khác một nam một nữ đến trụ sở chính của trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình tấn công cô N. Trước sự chứng kiến của nhiều thầy cô giáo và ban giám hiệu nhà trường, cô thể bà S la lớn, tại sao cô đánh con tôi, rồi bạt tay cô N, cô N không phản kháng. Trong lúc đó, hai người đi theo bà S cũng định vừa quay clip vừa xông vào tấn công cô N, nhưng được hiệu trưởng nhà trường và các đồng nghiệp cô N gắt ngăn. Ngày 6 tháng 4, Ban giám hiệu trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình ra quyết định kỷ luật cô N với hình thức khiển trách và luân truyền đến trường khác để giảng dạy. Phía phụ huynh của nam học sinh bị đánh yêu cầu cô N phải đến gia đình họ để nói chuyện thì sẽ không truy cứu nữa. Ngày 3 tháng 4, gia đình bà S đã đưa nam sinh hát đến Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ chẩn đoán cháu hát bị chấn thương phần mềm, rối loạn tiêu hóa. Đồng thời, gia đình phát hiện cháu hát bị xây sát vùng da vai trái, bàn tay trái, cẳng tay có nhiều vết bầm, hàm trái của cháu sưng đỏ. Bác sĩ đã kê đơn thuốc và cho cháu hát điều trị ngoại trú. Về phía cô N, ngày 8 tháng 4 phải nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An và nằm viện. Đến nay, sức khỏe đã tạm ổn. Nam học sinh bị cô N đánh cũng đã đi học lại bình thường. Ông Lê Thanh Đông cho biết thêm, cô N đã cùng đoàn công tác của huyện đến nhà phụ huynh nói trên để làm việc. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh cũng đã có báo cáo toàn bộ vụ việc về Sở Giáo dục Đào tạo Long An. Riêng công an huyện này đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ phụ huynh đánh cô giáo N. Sau khi thông tin vụ việc trên được loan truyền, nhiều người cho rằng phụ huynh đánh giáo viên ngay tại trường, dù với bất kỳ lý do gì cũng không thể chấp nhận được. Một số ý kiến cho rằng về phía nhà trường cũng cần phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo của cô giáo N. Mới đây, Bộ Chính trị và Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2021-2016 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước và quy chế làm việc. Tập thể này thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm khuyết điểm. Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nhiệm kỳ 2011-2016 cũng làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng tạo điều kiện cho công ty của phần Tiến bộ quốc tế AIC tham gia vào các gói thầu có giá trị lớn để thu lợi bất chính. Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, vi phạm của Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011-2016 mang tính hệ thống kéo dài trong nhiều năm, gây nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn về thời gian, nguồn nhân lực và ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận định, ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu cương, quy chế làm việc. Ông Đào Ngọc Dung cũng được xác định buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm khuyết điểm, nghi cơ thất thoát lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục. Dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bà Phạm Thị Hải truyền khi giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư bằng Cán sự Đảng, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc. Nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Truyền cũng buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm, làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho công ty AIC tham gia các gói thầu, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ông Huỳnh Văn Tý khi giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu cương, quy chế làm việc, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ nội dung tính chất, mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Đào Ngọc Dung, cảnh cáo bà Phạm Thị Hải Truyền và ông Huỳnh Văn Tý. Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban cán sự đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011-2016 khiển trách Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021. Bộ Chính trị và Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng. Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của 43 trên 67 bị cáo và kháng cáo của 4 cá nhân, tổ chức, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, trong đó có Thủ Đức Hào. Phiên tòa dự kiến từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4 do thẩm phán Hoàng Thanh Dũng làm chủ tọa. Đại diện Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng được triệu tập với tư cách là bị hại trong vụ án. Trong số 43 bị cáo kháng cáo thì có Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu phó cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và 9 bị cáo khác là cựu cán bộ công tác tại phòng nghiệp vụ của cục thuế cũng kháng cáo. Trước đó tại phiên xét xử sơ thẩm, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh 54 tuổi, cựu phó cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo nội dung vụ án từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng đang trốn truy nã với vai trò là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối, thông qua sản xuất sử dụng hàng giả hàng nhái hàng đã qua sử dụng, thực hiện việc mua bán hàng hóa lòng vòng, nâng giá lên nhiều lần, sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không hợp pháp của cơ quan nhà nước vào việc thành lập, sử dụng các công ty ma, thực hiện các thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa, lập hồ sơ để các công ty như Thủ Đức Hầu, Sài Gòn Tây Nam, Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử của các công ty do Dũng thành lập. Sau khi nhận được tiền từ các công ty Thủ Đức Hầu, Sài Gòn Tây Nam và Hoàng Nam Anh, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo chuyển tiền lòng vòng vào các tài khoản của tổ chức cá nhân, rút toàn bộ 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh với cương vị là phó cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ký các quyết định hoàn thuế cho thủ Đức House đối với 15 kỳ từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019 trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế. Bị cáo có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thủ Đức Hầu không áp dụng đúng, đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoàn thuế gây thất thoát cho nhà nước 331 tỷ đồng. Ngoài ra, ba bị cáo là Đào Thị Nga, cựu cán bộ tri cục thuế quận 1, Nguyễn Phương Nam, cựu cán bộ tri cục thuế quận 3 và Ngô Huỳnh Lũy, cựu cán bộ tri cục thuế quận 5, nhận hối lộ trên 7,3 tỷ đồng. Trong vụ án còn 7 cán bộ hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thuộc Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, cập nhật thông tin lên hệ thống để thông quan cho các lô hàng và không phát hiện được hành vi buôn lậu của Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm. Mới đây, công an quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội đang tạm giữ Phạm Duy Thịnh sinh năm 1973, trú tại phường Nhân Chính quận Thanh Xuân để điều tra vụ người đàn ông bị sát hại ở phố Cự Lộc. Trước đó khoảng 23 giờ tối ngày 19 tháng 4, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng về việc một người đàn ông bị đâm tử vong tại phố Cự Lộc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cụ thể, một người đàn ông đã bị tấn công bằng hung khí và nằm gục giữa phố. Một số người dân sinh sống trên con phố này khi phát hiện sự việc đã lập tức báo tin tới cơ quan công an và chính quyền địa phương. Nhận tin báo, công an phường Thượng Đình, các đội nghiệp vụ công an quận Thanh Xuân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án. Nạn nhân được xác định là ông A trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Ngay trong đêm 19 tháng 4, lực lượng cảnh sát hình sự công an quận Thanh Xuân và công an phường Thượng Đình đã bắt giữ nghi phạm gây án là Phạm Duy Thịnh. Bước đầu công an xác định do mâu thuẫn nên Phạm Duy Thịnh đã dùng dao đâm tử vong ông A liên quan đến vụ án mạng trên vào sáng ngày 20 tháng 4, nhiều người dân tại ngõ Cự Lộc vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Theo một người bán hàng ở đầu ngõ chia sẻ, vào thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này rất vắng vẻ nên không có nhiều nhân chứng lúc con trai tôi đi vào ngõ thấy cảnh tượng cãi nhau vì nghĩ không đến mức căng thẳng nên đi luôn quay ra thì thấy người đàn ông đã nằm ở vũng máu một số người dân khu vực cũng cho hay nạn nhân là một người đàn ông từng sinh sống ở khu vực hiện đã chuyển đi ở nơi khác khi đến ngõ cự lộc gặp vụ cãi nhau đã vào can ngăn nhưng bị đối tượng đâm tử vong còn theo một người dân kể lại người đàn ông này và đối tượng có biết nhau chắc nghĩ rằng do quen biết nên vào can ngăn thì sự việc sẽ êm nhưng không ngờ lại trở thành nạn nhân Hiện tại, vụ sát hại người đàn ông trên phố Hà Nội vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự Phạm Minh Úc quê Cà Mau, tạm trú tại thành phố Vũng Tàu để điều tra về hành vi sát hại người. Phạm Minh Úc là nghi phạm trong vụ sát hại nữ chủ quán cà phê nhàn ở thành phố Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 19 tháng 4, người dân phát hiện chị L, 38 tuổi, chủ quán cà phê nhàn tử vong trong quán cà phê, nghi bị sát hại nên trình báo cơ quan công an. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với các lực lượng điều tra truy bắt thủ phạm gây án. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đối tượng Phạm Minh Úc đã bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm này khai nhận khoảng 8 giờ ngày 19 tháng 4 có đến quán cà phê nhàn để massage. Sau khi massage xong, Úc không có tiền trả cho chủ quán nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Út dùng tay tác động vào cổ chị lờ đến khi thấy nạn nhân không còn phản ứng mới buông ra. Xác định nạn nhân đã tử vong, Út đưa nạn nhân lên ghế sofa nằm. Lục lấy điện thoại cùng 1,4 triệu đồng của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Trước đó, ngay sau khi nhận được tin báo tình nghi về một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn, lực lượng chức năng thành phố Vũng Tàu đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi trích xuất camera an ninh để điều tra và xác định được đối tượng nghi vấn. Camera của quán cà phê cũng ghi lại một phần hình ảnh thời điểm hung thủ ra tay khiến nạn nhân tử vong. Theo đó, hung thủ là nam giới, mặc áo đỏ, quần ngắn, đội mũ đỏ. Sau khi ra tay sát hại nạn nhân, hung thủ cúp điện, khóa cửa cuốn rồi lên xe máy bỏ chạy. Chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra đã bắt giữ Úc khi đối tượng này đang lẫn trốn. Ở xã Long Hà, huyện Phú Diêng, tỉnh Bình Phước, có một cụ bà được dư luận địa phương ca ngợi là có sức khỏe phi thường. Đó là cụ Nguyễn Thị Kết, 102 tuổi, hiện đang sinh sống cùng gia đình người con trai cả. Dù cao tuổi nhưng cụ vẫn khỏe mạnh với đôi chân bước đi thoàn thoát. Thoạt nhìn, chồng cụ mới chỉ khoảng 70 tuổi, chẳng giống người đã bước qua 102 mùa xuân. Khi nhiều người thắc mắc thực hư tuổi của cụ Kết, bà Nguyễn Thị Hiền, 69 tuổi, con dâu của cụ Kết, đã lấy ra một số giấy tờ, trong đó đều ghi rõ cụ Nguyễn Thị Kết, sinh năm 1922. Lúc này, cụ Kết cho biết, cách đây 2 năm, vào dịp mừng thọ 100 tuổi, cụ được chủ tịch nước tặng sấp vải gấm đỏ. Nói rồi, cụ nhờ con dâu vào nhà lấy, đưa ra một chiếc áo được may từ vải gấm đỏ để chứng minh lời mình nói là đúng. Khi được hỏi làm thế nào để cụ có được sức khỏe dẻo dai như thế, cụ kết cho biết chẳng có bí quyết gì cả. Mỗi ngày cụ chỉ dành 2 tiếng đồng hồ để tập thể dục. Các bài tập đều do cụ tự nghĩ ra, bắt đầu tập luyện từ năm 1994 đến nay. Trong số các bài thể dục ấy không thể thiếu hít đất. Cụ kết minh họa theo lời kể chuyện bằng những động tác tập thể dục quen thuộc, sau khi xoay tay trái chuyển qua tay phải, cúi người, xoay hông, cụ chuyển sang hít đất. Bà Hiền nói, mẹ của bà có thể hít đất được tới 20 cái một lần mà không hề hấn gì. Mỗi ngày cụ Kết đều dành 2 tiếng đồng hồ để tập luyện, đều đặn hai buổi sáng, chiều không bỏ ngày nào. Cụ cũng ngồi thiền khoảng 30 phút vào mỗi buổi tập. Bà Hiền còn cho biết, sức khỏe của cụ Kết dẻo dai, ngoại trừ một lần bị sốt rét, còn lại cụ không phải uống viên thuốc trị bệnh nào. Theo lời cụ Kết, để có được sức khỏe như bây giờ, chăm chỉ tập thể dục chưa đủ, còn phải giữ được nếp sinh hoạt. Cụ nói, không biết làm thế nào mới gọi là đúng chuẩn khoa học. Song những gì cụ nghĩ ra và thực hiện lại thấy có hiệu quả. Theo đó, mỗi ngày cụ đều ăn đủ ba bữa, kể cả khi biếng ăn, không ăn vặt. Khoảng 9 giờ tối cụ đi ngủ và thức dậy lúc 5 giờ sáng. Trưa mỗi ngày cụ đều nằm ngủ một chút. Người con dâu nói, việc tắm rửa sinh hoạt cá nhân mỗi ngày đều tự mẹ tôi làm, không cần tới con cháu hỗ trợ. Theo lời kể của cụ kết, sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975, Cả gia đình từ tỉnh Hà Tây cũ vào tỉnh Sông Bé cũ, nay là tỉnh Bình Phước lập nghiệp. Ngày đó, ở xã Long Hà, nơi gia đình cụ Kết đã chân đến còn hoang sơ, cuộc sống khó khăn. Đến vùng đất mới, song gia đình quen với việc đồng áng nên sau khi dựng được căn nhà cấp 4, đã bắt đầu khai hoang trồng lúa, làm đủ mọi việc để nuôi 8 người con. Ở đất khách quê người được vài năm thì đột nhiên chồng cụ Kết lâm bệnh nặng rồi mất, một mình cụ gồng gánh nuôi các con. Theo ông Nguyễn Trọng Bảo, 78 tuổi, con trai trưởng của cụ kết, đến ông cũng bất ngờ với tình trạng sức khỏe của mẹ mình. Ông Bảo nói, dù hơn 100 tuổi nhưng mẹ vẫn ngồi xe máy đi hàng chục cây số. Đến nay, mẹ vẫn nhớ từng kỷ niệm, mốc thời gian trong cuộc đời và nhớ tên, tính cách của toàn bộ con, cháu, chắt. Và cho biết, cụ kết sống chung với vợ chồng ông từ trước đến nay. Ông Bảo kể tiếp, mỗi ngày khi các con đi, Mẹ ở nhà nấu cơm cho gà ăn, ra vườn nhặt củi. Sợ mẹ làm việc gì ảnh hưởng tới sức khỏe, tôi có khuyên nên nghỉ ngơi nhưng mẹ không nghe. Tết Nguyên Đán vừa rồi, em trai tôi đưa mẹ đến thị xã Bình Long lễ chùa, đi biển Cần Giờ ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ nghe kể về tòa nhà 81 tầng cao nhất Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, thế là nhờ con trở đến tham quan để chinh phục. Được đi lên tòa nhà cao nhất nhìn thành phố Hồ Chí Minh, mẹ vui lắm về đến nhà gặp ai cũng kể. Cụ kết khoe với mọi người về trí nhớ phi thường của mình. Cụ nói, tôi biết tuổi của mình, mấy người đến thăm đều bảo ở cái tuổi của tôi thường bị đãn trí, lẫn. Còn tôi nhờ trời thương, đến tuổi này rồi vẫn minh mẫn. Tôi có 16 người con trai, gái, dâu rẻ. cháu nội ngoại có 24 đứa và chắc có tận 39 đứa. Con cháu về thăm, kẻ ở đâu, làm việc gì, đứa nào khó khăn, thành đạt, Tôi còn nhớ hết. Người con trai trưởng của cụ kết tâm sự, thấy mẹ tuổi đã cao nhưng còn khỏe mạnh, mọi người trong gia đình ai cũng vui mừng. Mẹ có 8 người con, tất cả đều còn hết. Dù rời quê từ rất lâu, nhưng mẹ vẫn luôn nhớ về. Mỗi lần về Bắc thăm quê, dù đi xa hàng nghìn cây số, nhưng mẹ vẫn thích đi ô tô để ngắm cảnh, con cháu cũng chiều theo. Mới đây tại trụ sở Trung ương Đảng bộ chính trị và ban bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan các vi phạm của một số đảng viên tại đảng bộ các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Đắk Lắc, Đắk Nông, Bình Phước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy các ông Lê Viết Chữ, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư tỉnh Ủy Quảng Ngãi, Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Ủy Vĩnh Phúc, Doãn Hữu Long, Nguyên tỉnh Ủy viên, Nguyên Bí thư Đảng Ủy, Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắc, Đặng Gia Dũng, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh Trắc nông, ma lê phước, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy bình phước đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ này cũng bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm bộ chính trị đề nghị ban chấp hành trung ương đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông lê viết chữ ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông phạm hoàng anh doãn hữu long đặng gia dũng mali phước Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng. Trước đó, ông Lê Viết Chữ bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ quy định tại khoảng 4.354 Bộ Luật Hình sự liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Phúc Sơn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị địa phương liên quan ngoài ông lê viết chữ nhiều cán bộ lãnh đạo nguyên lãnh đạo của tỉnh quảng ngãi đã bị bắt trong vụ án tập đoàn phúc sơn trong đó có ông đặng văn minh chủ tịch tỉnh và ông cao khoa cựu chủ tịch tỉnh cùng ba người là cựu phó giám đốc và trưởng phòng cấp sở của địa phương này đã bị bắt tạm giam ông đặng văn minh và ông cao khoa đều bị điều tra về nhận hối lộ và đã bị cơ quan có thẩm quyền khai trừ ra khỏi đảng Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ họp thứ 14 khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Đức Quận. Bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Hiệp, lý do vi phạm các quy định của Đảng và nhà nước đã bị khởi tố bắt giam. Trước đó, ngày 16 tháng 4, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng có đề nghị bãi nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Quận và chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hiệp. Đồng thời, bãi miễn tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Quận và ông Hiệp. Tờ trình nêu các cá nhân nói trên bị bãi nhiệm vì đã vi phạm các quy định của Đảng nhà nước, không còn đủ tư cách là đại biểu Hội đồng nhân dân. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua việc bãi nhiệm nói trên. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng trình bày và đề xuất thông qua các nghị quyết liên quan thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024, thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm, năm 2021-2025 tỉnh Lâm Đồng, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bảo Lộc Liên Khương theo hình thức đối tác công tư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đoạn qua Lâm Đồng. Mới đây, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội báo cáo kết quả giải quyết sự việc liên quan đến ông Lê Minh Hoàng, sinh năm 1967, người địa phương được giới thiệu vào thành phố Hồ Chí Minh cầu mưa giúp người dân Nam Bộ thoát hạn hán. Theo báo cáo, khi nhận được thông tin phản ánh từ dư luận ủy ban nhân dân xã mỹ thành nhận thấy sự việc nếu không được xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến an ninh tôn giáo mất trật tự xã hội đơn vị đã chỉ đạo lực lượng công an xã lập tổ công tác mời ông hoàng đến trụ sở để làm rõ những nội dung liên quan tại ủy ban nhân dân xã ông hoàng trình bày nhiều năm trước đây ông tự nhận thấy bản thân có khả năng đặc biệt có thể cầu xin mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt cầu xin cho giảm thiên tai cho nông nghiệp Ông cho biết đã cầu nguyện xin giảm thiên tai, mưa gió thành công cho xã Mỹ Thành trong năm 2022-2023. Sau đó, ông tự tổng hợp lại thành báo cáo giảm lúa đổ ngã do gió bằng cách cầu nguyện xin để gửi cho một số tổ chức cá nhân, trong đó có công văn do tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp ký giới thiệu ông Lê Minh Hoàng đến tri cục thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoàng thừa nhận với công an, số liệu ông dẫn chứng trong báo cáo trên chưa có bất kỳ cơ quan chức năng có thẩm quyền nào kiểm chứng xác thực ông cũng đã gửi đơn đến các cơ quan tổ chức để xin rút lại báo cáo. Về ông Đinh Quang Hải, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thành, người ký văn bản báo cáo trên của ông Lê Minh Hoàng cũng nhận sơ xuất cá nhân không có vụ lợi. Ông Hải đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Báo cáo nêu, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thành sẽ tổ chức kiểm điểm, làm rõ mức độ vi phạm của Hải để báo cáo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức. Trước đó, trả lời các cơ quan báo chí liên quan đến khả năng cầu mưa của ông Lê Minh Hoàng, các chuyên gia đều khẳng định đây là chuyện buồn cười, thiếu căn cứ khoa học. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên tòa xét xử lại vụ kiện quyết định hành chính giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Sáu với bị đơn là chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè và chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh liên quan thu hồi bồi thường đất nông nghiệp giá 25.000 đồng một mét vuông. Phiên tòa được mở lại sau khi bản án hành chính sơ thẩm trước đó của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy và chuyển hồ sơ xét xử sơ thẩm lại. Theo nội dung vụ kiện, bà Nguyễn Thị Sáu có 3.625 mét vuông đất trồng lúa tại ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn gốc đất do ông bà để lại từ năm 1973 và trồng lúa ổn định, không có tranh chấp, Năm 1994, bà Sáu được Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sử dụng liên tục, không có tranh chấp. Năm 2003, phần diện tích 3.000m2 của bà Sáu bị thu hồi trong tổng diện tích 87,55 ha đất dọc đường Nguyễn Hữu Thọ với giá bồi thường là 25.000 đồng 1m2. Bà Sáu không nhận được quyết định thu hồi đất theo quy định, không đồng ý nhận bồi thường với mức giá theo bà là 1m2 đất tương đương giá 1 tô phở, và bắt đầu khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường. Sau nhiều lần trả lời, Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè đã bác các khiếu nại của bà Sáu, tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của gia đình bà và giao đất cho một công ty bất động sản. Bà Nguyễn Thị Sáu tiếp tục khiếu nại thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định bác khiếu nại của bà Sáu. Đến nay, trên chính khu đất này lại mọc lên hàng loạt biệt thự, công viên dù gia đình bà Sáu chưa nhận tiền bồi thường. Trình bày tại tòa, đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Sáu yêu cầu hội đồng xét xử hủy các quyết định giải quyết khiếu nại và quyết định về việc cưỡng chế, buộc Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè phải bồi thường theo giá thị trường, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho công ty Phú Long. Trả lời hội đồng xét xử, đại diện theo ủy quyền của bà Sáu cho biết, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Sáu vẫn còn được bà giữ đến hiện tại. Tuy nhiên, mảnh đất của bà thì đã bị cưỡng chế thu hồi và giao cho doanh nghiệp bà Sáu không còn quản lý sử dụng đất trên. Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi, Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè có thực hiện thủ tục thu hồi hay hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Sáu hay chưa? Đại diện theo ủy quyền của người bị kiện chưa nắm việc này. Đại diện người bị kiện cho biết thêm, diện tích đất của bà Nguyễn Thị Sáu bị thu hồi thuộc hai dự án nhưng cùng một phương án thực hiện gồm. Dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đường Bình Thuận đến khu công nghiệp Hiệp Phước và dự án tạo quỹ đất đô thị cho thành phố. Trả lời thẩm vấn của chủ tọa, đại diện người bị kiện cho biết, Hội đồng bồi thường để thực hiện các dự án trên được thành lập ngày 14 tháng 12 năm 1999, nhưng việc kiểm kê tài sản trên đất của dân để bồi thường thì đã được thực hiện từ ngày 9 tháng 12 năm 1999 trước khi có hội đồng bồi thường. Dù công tác thực hiện không đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định, nhưng đại diện người bị kiện vẫn khẳng định là không sai luật vì thời điểm đó không chú trọng thời gian, trình tự. Đại diện người bị kiện khẳng định, Bà Nguyễn Thị Sáu không đồng ý nhận tiền chứ không phải chưa bồi thường. Ngoài số tiền bồi thường 75 triệu đồng cho 3.000 m2 đất, bà Nguyễn Thị Sáu còn được thưởng 1 triệu đồng và được hỗ trợ mua căn hộ chung cư với giá thành xây dựng hoặc giá không kinh doanh. Thế nhưng hơn chục năm nay, dự án này vẫn chưa xây dựng xong. Khi được hỏi bằng chứng nào thể hiện đã bồi thường, đại diện người bị kiện trình bản sau sổ tiết kiệm ngân hàng mà ban bồi thường huyện Nhà Bè gửi 76 triệu đồng, được cho là tiền đền bù đất cho bà Sáu. Tuy nhiên, sổ tiết kiệm này lại đứng tên một cá nhân khác không phải bà Sáu. Phía đại diện Ủy ban nhân dân huyện nhà bè cho biết, người đứng tên là cán bộ ban bồi thường. Chủ tọa tiếp tục hỏi, quy định nào cho phép ban bồi thường được quyền sử dụng tên cá nhân để gửi tiền này? Nếu cá nhân đứng tên gửi chết, phát sinh thừa kế thì lấy gì để chứng minh là tiền bồi thường của bà Sáu? Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa để thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ, phiên tòa sẽ được tiếp tục vào ngày 14 tháng 5. Mới đây, lãnh đạo huyện Đà Tẻ cho biết đã báo cáo về đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở ngành có liên quan hỗ trợ địa phương kiểm tra xử lý hiện tượng xuất hiện khí giống ga tại một giếng khoan của hộ dân trên địa bàn huyện. Huyện Đà Tẻ cũng cho biết đây là hiện tượng lạ lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn. Trước đó, gia đình bà Phùng Thị Nghìn tiến hành khoan giếng để phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu trong quá trình khoan giếng đến độ sâu khoảng 15 đến 20 mét thì xuất hiện loại khí giống như khí ga bốc ra từ giếng khoan. Loại khí này có mùi giống khí ga, khi châm lửa đốt thì cháy, có lửa màu vàng xanh. Hiện tượng này đã diễn ra hơn 10 ngày nhưng không có dấu hiệu suy giảm. Lượng khí thoát ra vẫn không thay đổi so với khi mới phát hiện. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân xã An Nhân đã xử lý tạm thời bằng cách dùng đất cắt vàng lấp giếng. Tuy nhiên, hiện tượng khí ga không lên theo giếng nữa mà xì lên xung quanh cách miệng giếng khoảng 20cm khi châm lửa đốt khí vẫn bốc cháy. Hiện Ủy ban Nhân dân xã An Nhân đã chăn dây cảnh báo khu vực nguy hiểm, đồng thời khuyến cáo người dân không tới gần khu vực giếng, mở tất cả các cửa nhà để tạo không khí thoáng đảng tránh gây ngạc khí. Chính quyền địa phương cũng cắt cửa người thường xuyên ở nhà để quan sát nếu có hiện tượng lạ, phải kịp thời di dời và báo ngay cho Ủy ban Nhân dân xã để có hướng xử lý, không được đốt lửa xung quanh diễn khoang.